Chào mừng các bạn đến với chương trình huấn luyện NLP. Để giúp các bạn ra quyết định mạnh mẽ sở hữu toàn bộ chương trình này, sở hữu toàn bộ những kỹ năng tuyệt đỉnh của NLP, thì điều đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu là tại sao chúng ta cần phải học NLP. Nếu như các bạn muốn mình trở thành một bậc thầy trong giao tiếp, kết nối và gây ảnh hưởng với người khác, và nếu như bạn cũng muốn mình có cái khả năng đọc vị khách hàng chính xác 100%, hiểu biết những ẩn ý để thúc đẩy hành động của mọi người, và nếu như bạn cũng muốn biết những công cụ kỹ thuật để có thể thiết kế kế hoạch chiến lược và cái cách thức để dành 100% hoàn thành các kế hoạch chiến lược đó, và nếu như bạn cũng muốn biết các cái kỹ năng để huấn luyện đội nhóm của bạn, phòng ban kinh doanh của bạn, doanh nghiệp của bạn hoàn thành 100% mục tiêu bạn đặt ra, thì NLP là câu trả lời cho mọi thứ đối với bạn. Khi bạn sở hữu NLP, NLP sẽ giúp bạn phát huy tối đa và mạnh mẽ những khả năng đã có sẵn trong người bạn. Và đây là toàn bộ giáo trình của NLP, giáo trình nguyên bản của tổ chức AB NLP Hoa Kỳ. Toàn bộ giáo trình này nó bao gồm tất cả những bài học, tất cả những module để giúp bạn tạo động lực từ bên trong, giúp bạn đánh thức những nguồn lực, những khả năng bên trong mình. Bạn hãy hình dung NLP như thế này. NLP nó giống như những bộ công cụ được đặt trong 3 chiếc hộp. Chiếc hộp thứ nhất là toàn bộ những công cụ, đó là những module để giúp bạn hiểu thấu được bản thân mình. Điều này có quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Bởi vì trước khi chúng ta có thể đạt đến mục tiêu nào, thì chúng ta cần phải hiểu thấu bản thân mình. Mình đang ở đâu? Mình có những gì? Thiếu những gì? Và cần phải bổ sung những kỹ năng, kiến thức gì để có thể đạt được mục tiêu. Bộ công cụ thứ hai để giúp bạn hiểu được người khác. Bạn cũng biết rồi, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi với nhiều người. Khi bạn là quản lý doanh nghiệp, khi bạn là giám đốc của một bộ phận, khi bạn là đội trưởng của một đội nhóm kinh doanh, bạn phải biết cách tạo động lực, bạn phải biết cách thiết kế kế hoạch chiến lược và huấn luyện người khác hoàn thành kế hoạch chiến lược. Vậy bộ công cụ thứ hai này sẽ giúp bạn thấu hiểu người khác và truyền động lực cho người khác, huấn luyện người khác hoàn thành 100% mục tiêu. Và bộ công cụ thứ ba là bộ công cụ sẽ giúp bạn làm như thế nào để trở nên vượt trội và xuất chúng. Bây giờ, chào mừng bạn đến với chương trình NLP để sở hữu toàn bộ những công cụ quyền năng của NLP. Tôi hứa với các bạn, sau khi bạn sở hữu toàn bộ những công cụ kỹ năng tuyệt đỉnh của NLP trong chương trình NLP Practitioner này, bạn sẽ có những kỹ năng vượt trội và xuất chúng để thiết kế một cuộc sống thượng hạng cho bạn.